Good evening, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 5 tháng 2 năm 2023 và chúng ta đang học bài số 16. Chủ đề là xây dựng một gia đình êm ấm trong cái lớp đạo Phật ứng dụng. Đây là một cái chủ đề tiếp theo của cái bài giảng xây dựng tăng thân. Nhưng mà xây dựng tăng thân bài trước là xây dựng tăng thân ở ngoài gia đình. Bài này thì tập trung xây dựng tăng thân trong gia đình của mình. Trong đó gồm có cha mẹ, anh chị em, con cái. Mình nghĩ là tăng thân là người ở ngoài thôi, không, nhưng mà tăng thân trong gia đình. Mà chính ra gia đình của mình là một tăng thân gần gũi nhất, là nơi mình có thể thực tập gần nhất với nhau, giúp đỡ nhau nhiều nhất. Nhưng mà tăng thân gia đình đó nhiều khi cũng là nơi mà làm cho mình khổ đau cũng rất là nhiều. Bởi vì thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Và cái người mà thường thường mà làm khổ mình nhiều á là đa số là người thân của mình không à. Cha mẹ này, con cái này, vợ chồng. Thì chủ đề hôm nay là nói về gia đình. Và chính ra là giữa mối liên hệ giữa cha mẹ với con cái nhiều hơn. Thì tài liệu này á, là được lấy từ trong cái cuốn Sống Chung An Lạc, mà trong đó sư ông dành cho một chương để nói về chủ đề gọi là xây dựng tăng thân cư sĩ. Mình mở đầu với một cái thư pháp của sư ông. Thì sư ông có đề cái này là hạnh phúc của ba má là gia tài quý nhất mà ba má để lại cho chúng con. Cha mẹ cứ thường nghĩ là muốn để lại gia tài cho con cái là chắc phải để lại là tiền bạc này, nhà cửa. Cho nên là cứ lo đi làm ăn, cứ lo đi kiếm tiền, tạo cái này của cải cho con, để lại cho con. Vì mình nói mình thương con mà. Nhưng mà trong cái quá trình đi lo làm ăn đó, cứ chạy đi lo về những cái để lại cho con, về cái mặt vật chất thôi, mà quên đi cái điều quan trọng là phải để lại cái phần mà tinh thần. Cái phần tinh thần ở đây ấy, là cái sự hạnh phúc của ba má. Bởi vì con cái nó là tiếp tục cái dòng giống, tiếp tục cái truyền thống gia đình của mình. Mà ba má mà sống không có hạnh phúc, ăn rồi cứ cãi nhau hoài thôi, thì con cái làm sao có hạnh phúc, xong làm sao nó muốn sau này nó tiếp tục lấy vợ lấy chồng được. Và những người trẻ đi qua làng đều nói như thế này: ba má ơi, cái điều mà ba má cần để lại cho con nhiều nhất là cái hạnh phúc của ba má. Ba má hòa thuận, ba má thương yêu nhau, nó còn tốn gấp mấy lần những cái gia tài mà ba má để lại cho chúng con bằng vật chất. Đây là một cái tiếng chuông chánh niệm cho các bậc cha mẹ cần suy nghĩ lại. Mình cứ nghĩ là mình đi chạy đi lấy tiền, đi lo cho con này kia rồi, cho nên là mình không có lo cho con. Mình nghĩ mà mình thương nó mà mình phải lo cho nó về vật chất chứ. Không phải đâu. Cái phần tinh thần nó quan trọng lắm. Thì trong cái cuốn sách Sống Chung An Lạc chương thứ 5 á, thì Sông có đưa ra những cái vấn đề như thế này: cấu trúc dân chủ của một gia đình, thế tam giác trong gia đình, tuổi thơ và những cơn bão tố trong gia đình, tiếng chuông chánh niệm, cái bánh thạch xăng, truyền thông là chìa khóa của hạnh phúc, khoảng cách văn hóa, khoảng cách thế hệ. Mà những cái việc này á, nó thường thường nó tạo ra những cái khó khăn trong cuộc sống của cha mẹ và con cái. Bây giờ chúng ta bắt đầu từng bước một. Thì có một cái sư ông có đề nghị như thế này: như giống như trong chùa đó mà, thì có vị trụ trì, có văn phòng trụ trì, có các vị phụ tá, rồi có một cái ban chăm sóc, dân môn chăm sóc những cái việc trong chúng về cái mặt hành pháp. Ngoài ra còn có các thầy lớn, các sư cô lớn để chăm sóc cái vấn đề tổng quát. Thì cái vị trụ trì đó, nhất là ở các chùa ở Việt Nam đó, thì đóng cái vai trò rất là quan trọng.
Trụ trì có nghĩa là gì? Trụ là ở lâu, là ở nhưng mà phải ở lâu. Trì là cần giữ, chữ gìn, chủ trì. Cho nên cái người vị mà gọi là trụ trì đó là cái người đó ở lâu trong gia đình này, lo tổng quát này, lo vấn đề cho lâu dài, chủ trương về cái công cuộc gì đó. Và cứ giữ theo cái hướng, lập ra cái đường hướng đó để mà đi. Thì sư ông mới đề nghị như thế này. Trong gia đình đó, thì thôi ông cha làm trụ trì, mẹ thì làm phó trụ trì, cũng có tiếng nói, mà mẹ là nắm hầu bao, kiêm thủ quỹ. Cái chuyện mà hầu như là bên người nữ nắm vấn đề tiền bạc thì đó là chuyện không không có nghĩ bàn này. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên là và bên người phụ nữ là về vấn đề tiền bạc, vấn đề tài chính thì họ kỹ hơn. Vung tay quá tráng thì thường thường là bên nam nhiều hơn là bên nữ. Cho nên là mẹ, người mẹ mà kim thủ quỹ là một điều là chính xác. Thành ra các ông á, đừng có nói là mặc cảm gì, cứ là đi làm về bao nhiêu tiền đưa cho vợ, rồi vợ mới đưa lại tiền để mà dùng. Mà cái đó là bao nhiêu năm rồi thì nó là một cái sự thật. Không có cái gì mà mình gọi là phải bắt cỡ, nhất là ở Việt Nam mình mà. Mình là chủ nhà, là mình là, nhưng mà người vợ ở nhà thường gọi là nội tướng. Tướng ở trong nhà là bà vợ. Còn tướng ở ngoài đường á, là chồng, hầu như là nó như vậy. Ngày xưa cái cấu trúc là chồng đi làm kiếm tiền, vợ ở nhà chăm sóc công việc, nội tướng. Rồi bây giờ mình phân chia rõ ràng. Cha là trụ trì, mẹ là phó trụ trì, kiêm thủ quỹ. Thế bây giờ phải tương đối với các con, xin lỗi, với các con sao? Tuy làm cha làm mẹ, chúng ta không nên toàn quyền quyết định mọi việc mà phải để cho con cái tham dự vào những quyết định có liên quan đến hạnh phúc của gia đình. Như vậy phẩm chất hạnh phúc trong đời sống mới lên cao và con cái mới trưởng thành nhanh hơn được. Cái việc này á, là sư ông đó, nói rằng là phải chúng ta phải con cái cho cái quyết định vào trong đó. Ở bên Mỹ mà tổng thống mà những người mà ứng cử viên á, trước khi mà họ có ra ứng cử hay không là họ họp vợ lại, chồng con cái này họp lại với nhau để có đi hay không. Bởi vì khi mà đi vận động một nhà chính trị gia nó rất là mệt, mà nếu không có một cái chỗ hậu phương vững chắc là gia đình của mình thì cái sự vận động để ra làm dân biểu, thượng nghị sĩ này kia nó rất là khó. Cho nên mà con cái cũng cần phải có tiếng nói để cho con cái tham dự vào những quyết định có liên quan đến hạnh phúc của gia đình. Như vậy phẩm chất hạnh phúc trong đời sống mới lên cao. Bởi vì á, mình á, làm cha mẹ đó là không có phải là sở hữu con cái. Cha mẹ không có nói là con là con của ba, của mẹ. Con, ba mẹ có quyền bắt con hướng đi này, hướng đi kia là con phải nghe theo. Không phải như vậy. Cha mẹ chỉ có quyền hướng dẫn thôi, dạy dỗ con cái thôi. Và có con cái cần được sống cuộc đời của nó. Nó không sống cuộc đời của cha mẹ được. Nhiều khi á, cha mẹ đặt giấc mơ của họ vào các con. Vì ngày xưa đó họ có những giấc mơ mà họ không có thực hiện được. Cho nên họ bắt con mình để thực hiện được cho họ. Giống như là ngày xưa muốn đi học bác sĩ không học được, bắt con mình đi học bác sĩ. Trong khi đó đứa con mình nó thích là làm họa sĩ, nó thích đi học kinh tế, bắt đi học bác sĩ cho được. Bởi vì ngày xưa mình thích đi học bác sĩ mà mình làm không được. Cái đó là một sự áp đặt. Thì xong có dạy đó, đừng nghĩ rằng con mình còn nhỏ dại, chưa đủ khả năng đóng góp ý kiến. Mấy đứa con của mình nó phải có đủ cái khả năng để nói lên cái ý kiến của mình. Nhưng dĩ nhiên đó, nó phải nói, mấy đứa con mình nó phải nói trong cái tính cách là tiên học lễ hậu học văn, phải biết cách để mà thưa chuyện. Và thứ ba, ba con nói cái này, thì con thấy cái đó nó cũng có đúng, nhưng mà theo cái nhìn của con á, thì nó như thế vậy, thì con xin phép ba được cho con được trình bày, thì vậy thôi. Chứ đâu cần đứa con nhiều khi mà nói là chưa gì nữa, ba thì
thế hệ trước rồi không biết gì hết thì con thì như vậy, thì nói làm sao mà ba mình nghe được. Nhưng mà trước hết đó, cha mẹ phải cho con cái quyền để nó nói, để nó phát biểu. Vì nếu nó không phát biểu, nó không làm chủ cuộc đời của nó, thì mình đâu có sống với hoài mấy con cái của mình hoài được đâu. Thì cho cái tinh thần tự lập là mình mới giúp ý được chứ. Còn cái gì mình cũng nói hết trơn thì làm sao mà nó có cái nói được cái ý của nó. Rồi làm sao mình, nếu mà con cái mình nói sai thì làm sao mà giúp được. Giờ mình nghe bài hát này, bài hát của một gia đình rất là lý tưởng. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngừng. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con. Vì con là con ba, con của ba rất ngoan. Vì con là con bé, con của mẹ rất hiền. Ngày mai con cũng lớn, bay đi khắp mọi miền. Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê như vậy. Một gia đình rất hạnh phúc, cha mẹ nuôi con, che chở cho con, và một mai con không lớn bay đi khắp mọi miền, nó phải bay, nó phải ra khỏi cái tổ ấm của cha mẹ. Và để cho nó ra khỏi tổ ấm của nó thì phải tạo cho các con có cái khả năng nó đứng một mình được. Mà để cho khả năng đứng một mình được thì phải có được cái khả năng để nó chia sẻ cái chánh kiến của nó, chia sẻ những ý tưởng của nó. Và khi mà ra rồi mới biết thôi, mới biết nuôi con, sau này có gia đình riêng, có con của mình, thì mấy đứa con mới nói là ngày xưa ba má mình nuôi mình cực khổ như vậy. Nuôi con mới biết lòng cha mẹ mà. Nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Cho nên khi mà mình dạy con nó học được những cái niềm vui, những cái hạnh phúc như vậy, nó mới giao truyền lại, trao truyền lại cho con cháu của nó được. Thành ra mình, hạnh phúc của cha mẹ là cái gia tài quý giá nhất để lại cho con. Cha mẹ, gia đình có hạnh phúc như vậy, nhưng mà trong thực tế thì sao? Trong thực tế đó, thì nhiều khi á, nó xảy ra những cái khó khăn. Mà những cái khó khăn á, mà thường được nghe báo cáo á, được nghe nói đến á, là chúng ta
Trong gia đình, cha mẹ cũng thường tạo ra thế tam giác, thường lập phe phái để đánh bại kẻ thù. Ba với má thường yêu nhau, nhưng mà nhiều khi không thích nhau, nhiều khi có giận, thì cứ xem cái vợ, cái người kia là kẻ thù của mình. Kẻ thù ta không phải là người, nhưng mà lúc giận á, thì vợ mình, chồng mình á, là thành kẻ thù. Người đó là người ta thương, người ta cùng chia sẻ sự sống, thì làm sao người đó là kẻ thù của ta được? Cái này có xảy ra không? Xảy ra nhiều lắm, rất là nhiều trong gia đình. Rồi khi mình giận vợ, giận chồng thì phải kiếm đồng minh. Rồi có trường hợp là mẹ nó sâu về ba cho những đứa con nhỏ của mình đó. Đứa con có 5-6 tuổi à, kể chuyện những cái thói khoe, cái thói tật xấu của ba mình ra theo phe mình để mẹ chống ba. Mà cũng có nhiều trường hợp, có trường hợp chứ không phải không có. Ba thì nói xấu về mẹ, cũng kéo đứa con trai theo phe ba chống mẹ. Gia đình đó, thành hai chiến trường. Mẹ, con gái theo mẹ chống ba, con trai theo ba chống mẹ. Thì khi mình đã học về cái cách để mà đối phó với cái thế tam giác này rồi, thì khi tam giác như vậy thì có một người thứ ba lắng nghe và nói để mà giúp. Thì mình có người bạn mà cô chú gì mà thì nghe nói như vậy thì lập tức tới có người bạn kia: à, mẹ con nói ba như vậy nhưng mà thật ra ba con còn không có như vậy đâu, nó cũng có những cái vài cái sự thật trong đó chứ không phải không có. Giống như ba hay hút thuốc, mà ba hút thuốc thì mẹ đóng góp ý kiến, nhưng mà mẹ ba có thể hút ngày 5 điếu thôi chứ ba đâu có hút một ngày một gói chẳng hạn. Rồi nhiều khi là ba đi về trễ, nhiều khi đi làm thì như vậy đó. Nhưng mà nói là ba đi ra ngoài uống rượu hay đi chơi với bạn. Thì dì thấy là ba của con không phải như vậy. Ba con đúng là có những cái tật, có những cái cần phải sửa, nhưng mà không có đến nỗi như là mẹ con nói đâu. Chẳng hạn như vậy. Rồi trường hợp ba mình cũng nói như vậy. Trường hợp thì cái người thứ ba để giúp, đừng có tạo ra cái việc là chia rẽ trong cái gia đình. Kẹp vào trong thế tam giác dù do mẹ hay ba tạo ra thì gia đình có thể không có hạnh phúc trong nhiều năm nhiều tháng và có thể đi đến tan nát rất tội nghiệp. Cái này nó thường thường nó dễ xảy ra trong những gia đình mà ly dị, ba má rồi có xảy ra đến những cái chuyện đó. Rồi nuôi con, chứ chuyện đó là cái chuyện một chuyện khác rồi, nhưng mà cái chuyện khi mà hai vợ chồng ly dị rồi dành nhau cái quyền nuôi con, rồi khi mà con ở với ba thì ba nói mẹ như thế này, khi con ở với mẹ thì mẹ nói ba như thế kia, rồi đứa con nó rất là khổ. Ba má đã chia rẽ rồi, thời gian ở với nhau thì cần được nghe hạnh phúc để người nó hoàn toàn là với mẹ với ba, mà cứ nghe nói về nó xấu về cái người vắng mặt không à, nên điều rất là tội. Cho nên những cái vị bậc làm cha làm mẹ nên nhớ cái người mình vợ mình thương đó, sống cuộc đời trọn đời đó, không thể nào là kẻ thù của mình được. Và mình phải biết là cái hạnh phúc của mình đó, những cái điều gì mà cha mẹ làm đó, con cái nó biết hết rồi, nó thấy hết rồi, nó bị ấn tượng. Có nhiều người mà cha mẹ, em nhỏ thấy cha mẹ cãi nhau thế không chịu lập gia đình, bởi vì lập gia đình để làm cái gì? Khi mà ba má cãi nhau như thế này mà làm sao để lập gia đình làm gì? Mình vô tình là tạo ra cho cái điều kiện là mình không có con đối giỏi, bởi vì con mình đâu có lập chịu khó nó lập gia đình đâu. Mình thấy gia đình nó khổ như vậy là chẳng theo mình theo ba má làm gì, con đường như vậy là thôi. Tuổi thơ và những cơn bão tố trong gia đình, đây là một cái câu chuyện có thật mà rất nhiều gia đình xảy ra cái chuyện này. Nhà Pháp Khâm cũng xảy ra cái chuyện này, gia đình nào đã không có cái chuyện này. Những chú bé và những cô bé thường rất dễ vui, nhưng có một điều họ rất sợ,
Đó là khi cha mẹ giận nhau và cãi nhau. Khi cha mẹ giận nhau, nổi nóng lên, hai bên làm khổ nhau thì những đứa bé đau khổ vô cùng. Và nó 4, 5 tuổi, 5, 6 tuổi mà cha mẹ cãi nhau rồi ném ghế, ném chén, ném dĩa rồi nói ra những lời hằn học. Nó đâu làm gì được, nó phải trốn thôi. Ở thành phố thì nó đi trốn ở nhà vệ sinh. Ở thôn quê thì nó còn lại chạy trốn ở trong cái vườn này kia được chứ. Nó không có chỗ trốn, nhiều khi nó vô trong phòng nó lấy bóng nó bịt tai lại, nó ngồi trong đó nó khóc. Con có chuông. Con mình sẽ mang trong tim những vết thương trầm trọng và vết thương sẽ còn hoài ngay cả lúc các em đã lớn khôn. Nhà pháp không, cái hồi đó là ba má pháp không là thương yêu nhau, có thương nhưng mà không hợp khẩu, sao đó cứ ngồi cứ cãi nhau, cứ ngồi gặp lại. Nhiều khi hồi đó là pháp không bên Mỹ đó, đi học xa, đi làm xa, đi về thăm cuối tuần thôi, ba má cãi nhau, hai đứa em, đứa 10 tuổi, đứa 11 tuổi nói anh ơi mà ba mẹ cãi nhau như vậy làm sao em sống nổi. Nó nói một câu như vậy đó. Cứ về nhà là cứ nghe ba má cãi nhau thôi. Hai đứa, đứa con trai, hai đứa con trai, đứa 10 tuổi, đứa 11 tuổi nói như vậy. Sau đó là Pháp Không có lần viết cho ba má một cái lá thư dài 6 trang. Và nói về cái tâm trạng của hai đứa em cho ba mẹ. Còn thêm vô một câu nữa này. Nếu ba mẹ mà không có hợp nhau như vậy thì ba mẹ sống với nhau làm gì? Ba mẹ ly dị đi. Nói câu đó luôn á. Bởi vì mấy em nó khổ quá. Mình lúc đó mình 23, 24 tuổi rồi, mình đi ra ngoài được, đi làm ở riêng rồi, nhưng em mình nó phải sống ở trong đó, nó phải chịu cái khung cảnh đó. Thì ba mẹ Pháp Khâm đọc, đọc xong á thì con ngồi nói chuyện với Pháp Khâm. Mấy điều con nói là có đúng, nhưng nó không, cái chuyện này vợ chồng cãi nhau là cái chuyện thường thôi mà con, đâu đến nỗi phải ly dị. Nhưng mà ba mẹ thì phải để ý chứ, sao mà cứ cãi nhau đó. Bây giờ này con lái xe là như vậy á, lúc mà con lái xe là con phải suy nghĩ, mà lên lúc lái xe suy nghĩ về chuyện này là đụng cái gì, sao bị tai nạn, sao bị thương em. Bây giờ ba mẹ phải nghĩ tới cái chuyện đó chứ. Đó. Ra mình phải biết, cứ ăn rồi là cứ cãi nhau rồi như vậy thôi, để cho con, bao nhiêu đứa con nó vô tội, nó vô tội, nó phải lắng nghe hết những cái chuyện này chuyện kia, nó bị những vết thương. Là nó mà không đi lấy chồng lấy vợ thì hỏi vì sao vậy, có 30 tuổi chưa lấy chồng con. Trời ơi, lấy chồng để khổ giống cho ba mẹ để lấy chồng làm gì. Đó thì bây giờ mình sao, không có con nối nghiệp là cũng lỗi về mình thôi. Rồi bây giờ mấy em bé nó bị nghe cha mẹ cãi nhau, nó trốn bằng cách nào? Nó trốn bằng cách nào? Thì xưa ông có bày hai cách, ba cách. Trước hết là mình nghe cái chuông chánh niệm. Đây là áp dụng vào trong đời sống hàng ngày đó nha. Mình đã được thực tập là nghe chuông chánh niệm, thì khi nghe chuông chánh niệm thì mình dừng lại. Mà nhất là các gia đình của tăng thân mình đó, thì đã được đi nghe những cái khóa tu rồi, tham dự những khóa tu rồi. Ngay cả bài pháp thoại này này, khi mình nghe tiếng chuông đó mình cũng dừng lại, nghe chuông đồng hồ mình cũng dừng lại. Cho nên là mình tập là khi mà nghe chuông chánh niệm thì mình dừng lại.
Mà tiếng chuông chánh niệm á, nó giúp cho mình nhiều lắm. Mình giúp cho mình những cái suy nghĩ, những cái hành động mình đang làm. Mình đang giận nha, nghe chuông chánh niệm, à, mình đi qua bên Lòng Mai, Thái Lan, mình đi học với tăng thân, nghe chuông chánh niệm cả mình dừng lại. Mấy em bé nhiều khi còn được các thầy các sư cô bắt nước nè con, và khi đi làm việc khóa tu rồi con nói ba mẹ con á, mua cho con cái chuông, mua ở nhà cho cái chuông, là khi mà trong nhà ba mẹ vui á, mình tập ngồi với nhau mình tập thỉnh chuông. Khi mình thực tập thỉnh chuông thì sao, cả nhà im hết phải không, ba cũng im mà má cũng im phải không. À, rồi khi mà như vậy thì con ba mẹ cãi nhau thì con tới tới thì con thỉnh tiếng chuông lên là ba mẹ sẽ tập có thói quen rồi dừng lại thôi. Rồi xưa ông có đề nghị là một cái phòng thở. Phòng thở đây là cái phòng gì, đây là một cái góc, một cái phòng đó, nếu mà ai có điều kiện là một cái phòng thở, trong đó có cái chỗ của ngồi thiền, có cái chuông, ai mình mệt mỏi gì đó thì vô đó ngồi thiền, ngồi nghỉ, nằm buông thư. Và trong đó chắc chắn trong phòng thờ phải có một cái tiếng chuông, có cái chuông. Và mình được ra một cái nguyên tắc á, ai vô đây á là im lặng, ai vô đây mà nghe tiếng chuông á là dừng lại, không nói gì hết trơn á, dừng lại thở. Nếu mà ba mẹ không lớn mà nghe chung mà không dừng là ba mẹ là không làm đúng lời hứa với buộc thôi. Thì chắc chắn là đâu có, nếu mà thỉnh chuông rồi mà ba mẹ vẫn còn nói mà, thì mình sư ông mới bày thêm coi, sư ông dạy ba mẹ dạy rồi mà ba mẹ sư ông dạy là khi nghe chuông mình phải dừng mà, là vậy thôi. Thành ra cái độ huế cho sư ông là khỏe, rất là khỏe. Sư ông dạy mình cứ nói là sư ông dạy, khi nghe chuông mình dừng lại, khi giận thì mình không có nói. Mà mấy em bé đó, nó rất là dễ thương. Không ai, ba má nào mà nỡ lòng trách một em bé khi em bé nó ra những cái điều đó. Chỉ có cười chạy tới ôm con và hôn con thôi, và nói con tôi giỏi quá. Đó là một cái cách mà sẽ bày cho cách thứ ba. Đối cách này là cách đánh trống lảng. Bây giờ ở nhà mình chật, không có làm được cái phòng thở, mình cũng chưa có tiếng chuông, thì xong mới nói này, đây bây giờ đây là mình cách để giúp cho ba má đánh trống lảng nha con ha. Thì ba má là tới bây giờ ba mẹ đang cãi nhau, ba má đang cãi nhau mà con muốn đem má con ra khỏi cái hiện trường, đừng có ở đó để cãi nhau thêm với ba nữa làm gì. Thì con mới nói này, à ba hay ba, à mai má, trong tủ lạnh nó có một cái bánh, bánh thôi giờ mình đi ăn má hè. Thì khi mà mình mẹ mà nghe được cái thông điệp đó mới đánh trống lảng, à đúng rồi con, mình đi cái bánh thôi, mình đi làm, mình đi ăn con, là thoát ra khỏi. Ba là hết người nói, hết người lớn tiếng thì ba chỉ ngồi ra ba cười ba thở thôi chứ. Đó, đánh trống lảng ha, tiếng chuông chánh niệm và cái bánh thạch sanh. Bánh thạch sanh này là cái thạch sanh là theo cái cổ điển, cái chuyện mà thạch sanh nấu cơm mà ăn hoài không hết đó. Mình chạy khỏi hiện trường thôi, mình nói mà có cái bánh thạch sanh, có cái bánh như vậy để mình đem cái người mà đang cãi nhau ra khỏi cái hiện trường đó. Tránh voi không không xấu mặt nào, phải tránh ra khỏi cái hiện trường khi mọi người đang cãi nhau đi. Thì nhớ là tránh voi không xấu mặt nào, ở đó mà cãi nhau những cái việc xấu nó sẽ xảy ra mà mình không thể nào.
không thể nào lường được. Nó không nhớ là có lần một cái cặp vợ chồng anh này là anh tới kể nhà tham vấn. Thầy nói thầy ơi, cái bữa đó con giận lắm thầy, con giận vợ con lắm. Mà khi là mà anh chàng này là tập tạ, tập rất là đô, đô con, mạnh cái tay mạnh lắm. Mà hai vợ chồng cãi nhau mà anh chàng anh tức quá đi, anh đấm vô cái gương của cái xe đó, gương mà chiếu, gương bảo vệ chiếc xe, mà cái gương nó bể luôn. Nó bể luôn. Ra đừng đó. Khi mà hai vợ chồng mà cãi nhau là phải tránh, đừng có nói qua nói về. Vì ông chồng á, mà khi mà giận mà đập vợ như kiểu đó thì vợ vô ra bệnh viện, vợ mày bị mình hay gì để có hiểm suốt đời. Mà vì cái cơn giận đó thôi. Tẩu hỏa 36 kế chạy là tốt nhất. Khi mà cái người đang đối diện với mình giận mà có những cái bạo động, vợ hay chồng cũng vậy, trong trường hợp nào cũng vậy trơn. Gia tài vô giá để lại cho con là sự hòa hợp của cha mẹ. Làm sao mà bây giờ trong các người trẻ bên Nhật, bên Đại Hàn, bên Hồng Kông rồi như vậy, họ rất ngán lập gia đình. Lập gia đình xong rồi họ còn không muốn có con. Vậy nuôi con nó mệt quá thì là mệt. Phải cho nó đi học đại học, phải cho này chuyện kia đó. Chưa lấy nhau để nghĩ tới là con này, con mình sau này lớn 18 tuổi nó đi học trường nào, trường kia. Cái hạnh phúc nó không có còn nữa khi mà lấy nhau. Mà bởi vì vậy cho nên cái tỷ lệ mà sinh con của Nhật nó đi xuống, mà có thể trong vòng 30 năm nữa là Nhật nó mất 1/3 dân số, từ 120 triệu xuống còn có 80 triệu thôi. Trung Quốc vừa rồi cũng bắt đầu giảm dân số rồi đó. Ngày xưa thì một vợ một con thôi, mà thường thường ai cũng muốn có con trai, cho nên con cái ra nhiều khi phải biết trước thì phải phá thai hay là phải ra sinh con ra, nhiều khi rất là tội. Mấy em mà mấy em gái sinh ra là phải bị nhờ mà bị giết đi để có được sinh ra đứa con thứ hai là đứa con trai. Rồi sau đó thì bắt đầu dân số nó bắt đầu giảm rồi đó, thì bây giờ Trung Quốc mới cho là một vợ hai con cũng được, nhưng mà phải lấy nhau rồi nha. À, chưa, bây giờ mới đây vừa rồi cái vị vừa rồi đó là dân số mà chính thức giảm á, thì Trung Quốc bây giờ ra một cái tỉnh cho ra lệnh là chưa lấy nhau mà có con cũng được, không lấy nhau mà có con cũng được, và bây giờ có bao nhiêu con cũng được hết, không có bị phạt gì hết trơn. Nhưng mà đâu có biết đâu, sau khi cái đó nó tháo ra rồi cũng chẳng còn ai muốn có thêm con nhiều, vì có thêm con nhiều nó mệt quá đi, rất là mệt. Ngày xưa ba phát không, ba má phát không có 10 đứa con sinh ra rồi nuôi, rồi đẻ ra rồi nuôi thôi. Bây giờ mà gia đình nào mà 2-3 đứa con là giỏi lắm rồi. Anh Pháp Khâm có 4 đứa con, ai cũng khen là sao anh Pháp Khâm mà can đảm có vậy, có tới 4 đứa con luôn. Đâu bây giờ làm gì có cái chuyện gia đình mà 10 đứa con giống hồi trước đâu. 2-3 đứa, 2 đứa là giỏi lắm rồi. Mà không có sinh ra đến làm sao mà có cái sự nói giỏi. Mà không có hạnh phúc là ai dám lấy vợ lấy chồng. Cho nên đó, muốn cho con cái mình đó, mà lập gia đình đó, thì mình phải sống hạnh phúc. Có hạnh phúc thì nó mới theo cái gương đó được. Nếu cha mẹ hạnh phúc với nhau thì con cái cũng có hạnh phúc ngay trong thời thơ ấu. Bây giờ người ta mới hỏi về cái, mình cứ hỏi một cái chuyện này. Trong đạo Phật của mình đó, có một cái thuyết, có một cái ý tưởng gọi là ý niệm luân hồi. Luân hồi đấy được tái sinh trở lại đó. Mình cứ nói là ô thầy ơi,
Con chết rồi năm sau là kỳ sau con có luân hồi vào kiếp sau không thầy? Có chứ. Nhưng mình đâu phải, cần phải đợi chết mới là tái sinh. Đạo Bụt có giáo lý gọi là luân hồi. Luân hồi có nghĩa là đi lòng vòng, không bao giờ chấm dứt. Nhiều khi bà ngoại có những tật xấu, bà truyền lại cho mẹ, mẹ truyền lại cho mình, và mình truyền tập tật xấu đó lại cho con gái mình, đó là luân hồi đó. Cái tật xấu đó nó kéo dài hoài đời này qua đời kia. Cho nên nó cứ luân hồi hoài thôi. Thì bây giờ mình nói mình không luân hồi là cái gì? Cái tên nói đi nói nhiều của mình đó, con gái mình nó còn học, rồi con gái mình đã truyền cho cháu mình, tính giận hờn ai đó, tính gì đó đó, tính giận hờn, tính giận đó, nó cũng truyền cho con cháu mình nhiều lắm. Ở bên Anh đó, ngày xưa có một vị ông vua này đó, vua cha thái tử hồi còn con nít đó, ba ông cứ đập ông hoài, ông vua cứ đập hoài à, mới nói là sau này mà tôi lớn lên mà tôi mà có gia đình là tôi không bao giờ đập con tôi đâu. Ông vua, ông chàng là hồi đó là hoàng tử thái tử nhỏ nhỏ nói như vậy, mà ai ngờ sau này lập gia đình làm việc y chang, cũng đập con, cũng la mắng con giống như ba mình đã làm ngày xưa. Đó là luân hồi đó, mình phải hóa giải thôi à, mình phải chuyển hóa được nhưng thật xấu đó. Mình chuyển hóa được thì nó không có truyền cho con cháu mình thôi, thì con cháu mình mà không có cái đó thì nó không có truyền cho thế hệ kế tiếp thôi. Mà mình thực tập chuyển hóa những cái xấu thành những cái tốt là phải tu tập thôi. Cái tu tập mà cái tật mà nhiều nhất là cái tật giận đi di truyền từ thế này qua thế hệ khác. Đó là một điều có thật. Nhưng mình có quyền phải tu tập được. Nhà Pháp Khâm cũng nóng lắm, ai cũng nóng hết trơn ấy. Nhưng mà sau đó nhà Pháp Khâm đi tu học được 2-3 năm sau, ở trong nhà nói là nhờ tu học mà 2-3 năm sau mà giảm cái nóng giận xuống 90% rồi. Giảm xuống 90% đó chỉ cần 2-3 năm tu học thôi. Và nhà Pháp Khâm đã dứt được cái luân hồi, ít nhất là cho Pháp Khâm giảm đi nhiều lắm. Cha mẹ phải tập, mình trao truyền cái đó lại cho con cái mình, cho ai ai trao truyền. Cha mẹ đừng ép con làm theo ý mình, cái chuyện này chắc xảy ra nhiều à. Đây ba má nói này, bắt con làm theo ý mình, con đi học bác sĩ đi con. Trời ơi, con làm, con viết nhà văn và viết văn đó, con có sống được không? Con có đủ tiền trả tiền nhà hay không? Họa sĩ hả? Một năm có mất bán được bao nhiêu tấm hình vậy con? Ai trả tiền điện, tiền nước cho con vậy? Con muốn lấy vợ không mà con đi học ngành bác sĩ, họa sĩ? Thôi con đi học ngành khác đi, đi học kế toán, đi học MBA, đi học quản lý doanh nghiệp. Thì mình muốn con cái của mình có công ăn việc làm tốt mà, kỹ sư bác sĩ à, mấy cái đó cứ nhắc được nhắc tới hoài, luật sư mấy cái nghề đó. Nhưng mà nếu mà con cái mình không làm á thì mình buồn, mình giận, ba mẹ cứ lo cho con mà tại sao con không làm theo, ba mẹ cứ nghĩ cái này cho con, cái là tốt cho con mà. Tốt cho con chứ phải tốt cho ba má đâu, tốt cho con, ba má muốn tốt cho con thì ba má cho con quyết định chứ. Ba má cứ nói là tốt cho con mà cứ bắt con làm theo ý của ba má hoài à. Rồi chỉ con học theo, làm theo lời ba má thôi.
Vừa rồi trong cái cuốn phim mà chuyện bà nữ đó, nhà bà nữ đó, thì có một cái cô con gái còn nói một câu là vì ba và mẹ thì muốn con làm theo cái ý muốn của mình, thì đứa con mới nói là con sẵn sàng, con thà thất bại trong cái ước nguyện của con còn hơn là thành công theo cái ước nguyện của ba mẹ. Nó nói một câu đó như vậy, không phải là nó hỗn đâu, không phải là nó hỗn đâu. Nó nói là một câu như thế này nè: thưa ba mẹ, con có cuộc sống của con giống như là ba mẹ đã có cuộc sống của ba mẹ đó. Xin ba mẹ hãy cho con được sống như là một con người, có được những ý thức, có được những gì là tốt cho mình. Ba mẹ muốn cho con có hạnh phúc mà, đúng không? Ba làm gì mà lo quá như vậy? Má có gì mà làm lo quá chuyện như vậy? Con thích anh này, ba thích cô gái chàng khác. Rồi bây giờ xem mới đưa ra một câu chuyện. Cô gái thì thương một cái anh chàng này theo cổ là rất là dễ thương, rất là ngọt ngào. Nhưng người bố thì người ba thì thấy anh chàng này không có được. Con lấy cái người này này, người này ba thích này, ba thấy anh này được lắm, này, học giỏi này, hiền lành này, bạn của ba nữa, con của bạn của ba nữa. Cô gái nó không, ba con cái anh này này, con thương nó có những cái này. Mặc dù không phải là con của bạn của ba nhưng mà anh cũng rất là thân thiện. Anh cũng tới đây chơi rồi mẹ cũng thích ảnh lắm. Rồi hai cha con cứ cãi nhau. Thì muôn đăng không phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mà là cái cao cửa ngày xưa. Nhưng mà bây giờ là người trẻ, cha mẹ lại nói là con cái đặt đâu cha ngồi đó, cha mẹ ngồi đó, nó chọn thôi. Nhưng mình biết là hạnh phúc của gia đình của chung. Vì khi mà mình con cái mình mà không có hạnh phúc, làm sao cha mẹ có hạnh phúc được? Cho nên cha mẹ mà can thiệp và cho ý kiến cũng rất là đúng. Đó có thật. Cho nên cái người con gái đó cũng phải biết. Rồi bây giờ con ra cái thì cũng phải biết cái chuyện này. Cho nên sư ông mới đề nghị cái đưa ra một cái giải pháp là thôi bây giờ là chọn rể mà. Tuần này mời anh chàng của ba, người mà ba thích đó, cho con gái mình lấy đó, về đây trong vòng 2 ngày ở trong nhà với mình vậy đó, sống sao đối xử trong gia đình sao, người này là ba thích cho con, người này là ba thích cho con lấy đó, thì con phải đối xử với anh như thế nào, thế như thế nào, thì cũng cho biết về đây là sao, thì nhiều khi làm rể rể có gia đình mà, thì con phải đối xử một cách đàng hoàng như vậy á. Rồi thì cô gái cũng đồng ý. Nhưng mà tuần sau, 1 tháng sau á, ba này, đây là người con thích nè, thì ba cũng theo cái việc này đó nha. Mặc dù ba không thích anh chàng này nhưng đây là người thương của con chọn, thì ba cũng phải đối xử với anh rất là lịch sự. Là như vậy á, đừng có cái thành kiến gì hết trơn á, rồi tìm hiểu với nhau. Về sau khi đó xong thì là ba này thấy đứa con gái này, anh chàng này con gái này nó thích nó cũng được quá, chàng này thấy cũng thông minh mà lễ phép, nó thấy cũng cưng con mình lắm chứ, nó cũng thương, nó cũng chiều chuộng nó chứ. Rồi cô con gái cũng thấy là người mà mình thích, người mà ba mình đã về cũng có cái hay ha, anh cũng hay cười, cũng dí dỏm mà anh cũng chân thật. Rồi bây giờ chọn ai cuối cùng đó. Nhưng mà ít nhất là cái thành kiến giữa cha và đưa người con gái nó bớt đi.
Và cuối cùng á, cái sự mà phân biệt, cái sự mà ghét bỏ của người cha đối với người chàng trai mà con gái mình chọn, và sự ghét bỏ, cái sự không thích, cái ác cảm với người chàng trai mà ba mình chọn mất đi. Và cuối cùng là ba má, cha, người ba với người con gái nói chuyện được với nhau. Thôi con chọn người nào cũng được, miễn con hạnh phúc là được rồi. Nhưng mà con biết ý ba rồi ha. Dạ thưa ba, giờ con biết ý ba. Thì con cũng theo những cái điều mà ba dạy thôi. Nhưng mà vậy ba, cha con mình đã nói chuyện được với nhau rồi. Con biết hạnh phúc của ba là cũng là ba má mà vui thì chúng con mới vui được chứ. Nhưng mà con cũng có hạnh phúc thì ba má mới vui được. Bây giờ những cái quan tâm của hai bên đã được nói qua rồi. Bây giờ xin ba cho con được cái tự do để con chọn lựa. Ý kiến của ba đã được lắng nghe rồi. À đúng rồi. Cái đường cái của con, ba cũng lắng nghe ý kiến của con rồi. Bây giờ hạnh phúc con ly. Con lấy chồng cho con, cho con đâu có lấy chồng cho ba đâu. Thôi con ráng làm cái quyết định đó đi. Rồi thôi. Giải quyết chẳng lại vì một chàng trai vô mà cha con có vấn đề. Đứa con gái thường thường nó thương ba nó lắm, chắc là thương ba nó. Mà chẳng lẽ một cái người thứ ba vô là chia rẽ cái tình thương của con gái với cha thì đâu có được. Vô thì cái người anh chàng rể đó vô thì phải làm cho tình thương của cha với con gái nó tăng thêm thôi chứ. Cho nên mình nhớ, hạnh phúc là không phải hạnh phúc riêng tư. Hạnh phúc của con, cha, con cái có hạnh phúc thì cha mẹ cũng hạnh phúc. Đó là về vấn đề ép. Rồi ngày xưa là xưa ông cũng có kể một câu chuyện là cô một bé gái bị ép mang áo màu đỏ. Em bé này cứ 10 tuổi mà đi đâu là ba mẹ cũng bắt con áo màu đỏ trắng. Áo đầm cũng màu đỏ này. Áo dài cũng màu đỏ, cái gì cũng màu đỏ hết trơn. Mà riết một lần nó đi đâu nó bắt màu đỏ hết trơn. Áo đẹp, áo chỗ này mới ra là mua màu đỏ cho con. Con đi đâu đi chơi con sinh nhật hả con, mang áo màu đỏ đi nha, áo này đẹp đó con, áo đầm này đẹp này, trời ơi, áo đầm màu đỏ này mà mang với đi đôi dép màu đỏ này là quá đẹp. Mà đến nỗi mà bé này nó bị ép quá đến nỗi là nó bữa đó nó giận quá, mẹ này con không mang màu đỏ nữa, con ghét mẹ. Nó vô trong phòng đóng cửa lại, đóng cửa rầm nó vô trong phòng. Mẹ nó mới là giật mình buồn, trời ơi mình nuôi nó lớn bao nhiêu năm rồi, bây giờ lúc nào mình muốn cho nó có cái áo đẹp nó mang mà giờ nó còn nói câu như vậy. Buồn ngồi đó khóc. Mình làm gì mà bà mẹ mà đến nỗi mà cho con mang cái áo màu đỏ, ép con mang áo màu đỏ hoài như vậy. Đơn giản ngày xưa đó, cái hồi còn nhỏ đó, là nhà gia đình của bà mẹ nghèo, mới được mời ăn cái sinh nhật của một người bạn khác. Một người bạn khác thì gia đình khá giả, mà đi sinh nhật đi thăm người bạn, thấy cái con người bạn này mang cái áo đỏ đẹp quá đi, mới là thích. Thích tới là về nhà mới là nói ba má ơi con tới thăm cái ăn sinh nhật của người bạn con mà áo má là đẹp quá, má ba má mua cho con đi. Ở nhà nghèo đâu có đủ tiền mua, nên ba má thôi cứ kiếm cách đánh trong lạng nó mua. Rồi cô bé này nó buồn không được mang cái áo màu đỏ. Rồi sau đó mới nói là sau này khi mà lớn lên mình có con riêng của mình sẽ không để cho con mình thiếu, mà mình mua mang áo màu đỏ cho con nó mang. Sau này có con, đứa con gái có tiền giàu có sung túc rồi, mua áo màu đỏ để cho con mình nó mang đấy. Bởi vì thật ra là bà mẹ muốn mình, con mình nó sống lại mang cái máu đỏ giùm mình, để mẹ mình có được sống lại cái thời mà hồi nhỏ nó 10 tuổi thấy cái áo đầm người khác mang, muốn mang quá đi, ba má không có tiền để mà mua, nên bắt con mình phải sống cuộc sống của mình mà hồi nhỏ mình không sống được. Tế nhị nó vi khê, nó nhỏ như vậy
đâu có biết đâu, đó là cái nỗi buồn của mẹ mình. Đứa con đâu có hiểu được, chẳng lẽ mẹ nói gì với con mình nha. Cho nên cha mẹ phải để ý cái chuyện này. Nhiều khi đó, muốn cho con mình làm cái việc đó là làm cho mình thôi à. Mà mình không dám nói thật. Thì bây giờ là trường hợp như vậy là người, mẹ với con phải ngồi nói chuyện đâu, dạ luôn thế. Nhưng mà có thể nào người mẹ nói với con là cái chuyện gì nó xảy ra cái hồi lúc mình còn nhỏ mình thương, nhưng mà không có thương từ cái hiểu. Mình thương là theo cái ý của mình thôi. Mình thường nói rằng thương mà không biết thương thì làm cho người mình thương bị thương. Bị thương đây là bị thương tích á. Người mình thương có thể là con trai của mình, con gái của mình, hay chính là vợ hoặc chồng của mình. Thương quá, để người kia bị thương luôn. Ôm chặt quá, chiếm hữu. Nếu ba ngồi với con mà nói được rằng, con ơi, con có nghĩ là ba hiểu được con không? Những khó khăn, những khổ đau của con, ba có hiểu được hay không? Con nói cho ba nghe đi, tại ba muốn biết để ba có thể thương con theo phương pháp của Bụt dạy. Này ba với con trai, con gái nó phải nói được với câu như thế này. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng phải hỏi, này con gái của mẹ, con hãy nói thật cho mẹ biết đi. Con có nghĩ là mẹ hiểu được con không? Mẹ có hiểu được những đau khổ, những khó khăn và những ước vọng của con hay không? Nếu mẹ chưa hiểu được thì xin con giúp mẹ hiểu. Vì nếu mẹ không hiểu thì mẹ sẽ tiếp tục nhân danh tình thương mà làm cho con khổ. Nhân danh tình thương mà làm cho con khổ. Trời ơi, bé gái đó mà nghe mẹ nói như vậy nó mừng quá trời. Mẹ ơi, con không biết vì sao đó mà mẹ cứ bắt con cái mang áo màu đỏ hoài. Con là một em bé 10 tuổi mà. Cho con thử những cái khác nữa, chứ đi đâu mẹ cũng bắt con mang áo màu đỏ hoài. Nó nói cái đó là ra mẹ ôm mà khóc liền. Đâu có nói như vậy đâu, cứ hỏi như vậy đó, cứ bắt nó mang áo màu đỏ hoài. Mà mẹ có cái can đảm để mới nói là con có biết ngày xưa bằng cái tuổi con á, mẹ đi sinh nhật của người bạn mà mẹ muốn mang cái áo này lắm không? Ừ. Cha mẹ hiểu nhau thôi, con cái hiểu nhau thôi. Có thể sau này á, sau khi nói chuyện á, đứa bé nó sẽ không còn không có ghét mẹ nó nữa, nhưng mà lâu lâu á nó sẽ mang áo màu đỏ, nó sẽ được chọn chứ, như cho áo màu xanh, áo màu vàng, áo màu da trời nữa, chứ còn cái nào màu đỏ hoài đâu có được. Thì cuối cùng á mẹ với con hiểu nhau. Mấy cái này nha, cha mẹ thường thường có những cái mộng, cái ước mơ mà giấu cho con biết, cứ bắt cho con mình sống theo cái ước mơ của mình thôi. Rất là tội mấy đứa. Cái nhân danh tình thương mà làm cho con khổ này. Rồi chúng ta bây giờ ở Việt Nam mình thì có cái mình gọi là cái tiếp xúc với văn hóa Tây phương. Tiếp xúc với văn hóa Tây phương, không còn Đông phương nữa đâu. Khi mà đất nước càng mở ra đó, thì những cái luồng văn hóa khác nó tới. Cái vấn đề là tiên học lễ hậu học văn của mình
bây giờ rất là ít. Mà Đông Phương thì rất quan trọng về vấn đề lễ nghĩa. Tiên học lễ họ văn mà. Mà tại sao mà con của mình bây giờ nó không có được lễ phép giống như mình ngày xưa nữa. Thế của Pháp Không, ngày xưa là có lớp đức dục, công dân giáo dục học cách đứng xử. Bây giờ các em đâu có được học. Không có được học. Cho nên không có trách nó được. Không phải là nó mất dạy mà nó không được dạy. Đây là một cái sự thật. Ngày xưa mà cha mẹ là nhiều khi cái trách đứa con đó, trách nhà với đứa con kia đó, con của ai mà mất dạy vậy hè, nói không biết lễ nghĩa, không biết thưa thốt, không biết trên biết dưới. Thưa ba, thưa má, chúng con bây giờ không có được dạy những cái này. Rõ ràng nó như vậy. Cho nên là một trong những cái điều mà Phật không thấy trong cái ngành giáo dục phải khôi phục lại, cho lại cái được như lớp đức dục, dạy con, dạy cho người trẻ biết cái cách ứng xử. Đi thưa về trình tiên học lễ họ văn, không thầy đâu mày làm nên, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư. Nó có cái giá trị trong đó đó, không phải không có. Mà vấn đề là các em các cháu bây giờ nó không có được dạy. Cho nên đó, đừng có nói là văn hóa Tây phương là xấu mà văn hóa Đông phương là tốt hay đâu. Văn hóa nào cũng có hoa và rác hết trơn. Nền văn hóa nào cũng có những châu báu ngọc ngà và những rác rến xấu xa. Nền văn hóa Tây phương cũng vậy mà nền văn hóa Đông phương cũng vậy. Ở đâu cũng có những tích cực và đâu cũng có những tiêu cực. Thì mình phần nào tích cực thì mình phát triển, phần nào tiêu cực thì mình ít tạo điều kiện cho nó xuất hiện. Mà thường thường cái xấu thì dễ học hơn là cái tốt. Cái tốt thì cần mất nhiều thời gian để mà tập. Còn cái xấu thì dễ lắm, chỉ cần tiếp xúc một thời gian ngắn là làm được liền. Ngủ dậy mà xếp mềm thì nó khó hơn, ngủ dậy mà không xếp mềm thì dễ òn. Cho ra những người trẻ cũng phải biết là trong Tây phương nó cũng có cái hay, nó cũng có cái xấu, mà trong Đông phương nó cũng có cái hay, nó có cái xấu, nên phải học thôi. Pháp Không qua Mỹ năm 1979, hồi đó đi vượt biên là năm 78, 17 tuổi. Khi đó thì Pháp Không đã trưởng thành rồi, học cái đường văn hóa Việt Nam thì cũng biết rồi. Thì sư ông có kể lại cái câu chuyện là những người mà xa quê hương á, thì họ muốn sống lại, giữ lại cái truyền thống của quê hương khi họ biết. Ra Phát Khâm sau cái thời gian đó, sau khi đi học, đang tốt trường, tốt nghiệp rồi, Phát Khâm mở một cái hội gọi là Hội Văn hóa, Hội Văn hóa Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, ở bên thủ đô Hoa Thịnh Đốn của Mỹ. Phát Khâm sinh hoạt với người trẻ, nó không mở dạy những cái văn hóa về ngôn ngữ cho mấy em. Toàn sinh viên, lứa tuổi gọi là lứa tuổi của tinh hoa, học trường đại học. Trường này trường kia, kỹ sư, bác sĩ, luật sư, rồi tới học với Pháp Không hết. Bởi vì nó cần một cái identity, nó cần một cái bản sắc. Mình nói là văn hóa Tây phương rồi, bây giờ thôi đừng có cần không học văn hóa Việt Nam. Không cần biết, cái đó là một sai lầm cực kỳ.
bên Tây phương á thì nó có một cái câu như thế này, nó nói về những người mà châu Á đó, mà sang bên Mỹ á, nhất là những người trẻ đó, là những trái chuối. Chuối á ở ngoài nó vàng mà trong á là nó màu trắng, có nghĩa là những người Tây phương á, là những người Mỹ gốc Á Châu á, người da vàng rõ ràng nhưng nó trong là văn hóa Tây phương hết. Họ rất là cô đơn, họ không biết là mình là người Mỹ hay là người Á Châu. Mà khi mà mình không có biết, mình gọi là những cái kỹ năng đó, học máy tính để biết làm này làm kia, những là kỹ năng thôi, nhưng mà sâu sắc đó, là không biết được về cái cội nguồn của họ. Mà vấn đề kỳ thị chủng tộc nữa, anh là người da màu mà sao anh, chúng tôi đâu có anh coi là người da trắng đâu, và rất là cô đơn, rất là băn khoăn. Cho nên đó, những bậc cha mẹ đó mà có con đó, bây giờ là có cái phong trào hay là có cái thích là cứ con phải học trường quốc tế rồi phải học văn hóa Tây phương rồi nhiều trước tiếng Anh rồi cho giỏi đó. Chưa chắc đâu nha, chưa chắc đâu. Cái điều là phải dành cho con cái của mình nó học về văn hóa Việt Nam trước, phải rành nó trước. Có rất nhiều trường hợp cha mẹ gửi con đi du học 17, 18 tuổi rồi, qua bên Mỹ, qua bên Tây phương học, thất bại rất là nhiều, cô đơn, không thích hợp được cái nền văn hóa Tây phương. Mà khi không có biết được những cái văn hóa Tây phương là không có một cái chỗ dựa là văn hóa Đông phương. Mẹ em rất là bối rối, trầm cảm, lo lắng, mất niềm tin nhiều lắm. Vậy thì chúng ta phải biết cần làm những cái gì cho con cháu của mình. Ở Tây phương thì có tính cá nhân nhiều hơn, đúng, vì ở Tây phương rất quan trọng, coi trọng cái việc thành đạt của một cá nhân. Nhưng nhiều Tây phương thì nhiều khi nó cá nhân quá. Những người mà Đông phương thì có tính cộng đồng nhiều, nhưng tính cộng đồng của Việt Nam mình, của Đông phương thì nhiều, nó có tính cách ích kỷ. Những người mà ở Tây phương giống như mà Bill Gates mà về Việt Nam mà làm gì mà thành công được, không có thành công được đâu. Vì xã hội Đông phương nhiều khi tính cộng đồng nhưng mà là không muốn cho người khác giỏi hơn mình nên là kéo xuống thôi, cái đó nó có thiệt. Cái tính ganh tị của người Á Đông nó khá nhiều. Cộng đồng thì có đó, nhưng mà thà nghèo nghèo hết, chứ có người cả giàu người nghèo đó, như vậy thì không chịu được cái tính so đo, cái tính đó là lại không có được. Cho nên chúng ta biết kết hợp cả hai. Cho nên mà mình nói mà sư ông có dạy là mình phải tập cho con có cái tính dân chủ, có cái tính dân chủ cho có tiếng nói đó, để đem văn hóa Tây phương vào đó. Nhưng mà có phải có như vậy mới được. Nhưng mà con cái người trẻ phải biết cái cách để mà chia sẻ cái ý kiến của mình. Mình an ngự và lắng nghe thôi. Có một cái khoảng cách nữa đó là bây giờ khoảng cách đó gọi là khoảng cách văn hóa Tây phương Đông phương. Nhưng có một cái khoảng cách nữa gọi là khoảng cách thế hệ. Thế hệ tuổi với nhau mà. Người 60 tuổi, con 40 tuổi thì cũng con 20 tuổi mà ba má 40, 50 tuổi nhiều khi cũng khó nói, bởi vì cái khoảng cách, cái suy nghĩ nó khác nhau. Ở bên Mỹ á, thì nó chia ra những cái thế hệ là khoảng 15 năm. Giống như nó có này, có thế hệ gọi là Generation X đó. Mình nghe nó là một ngàn từ năm 1965 đến năm 80 sinh đó. Rồi có là Generation Millennial là 81 tới 96. Rồi năm 97 Generation Z là 1997 tới 2012. Đại khái đây là những cái thế hệ nối tiếp nhau đó mà. Thì mỗi thế hệ nó mỗi khác. Cái suy nghĩ nó khác nhau. Cho nên cha mẹ phải hiểu được cái này. Và con cái cũng phải hiểu được cái này. Giống như Pháp Khâm là sinh ra trong khoảng thập niên 60. Thì thế hệ của Pháp Khâm là lớn lên trong chiến tranh,
một em bé lớn lên trong chiến tranh, chứng kiến cái cuộc chiến tranh Việt Nam qua cái tầm nhìn, qua cái mắt của một em bé. Nhưng những người sinh năm 1980 đâu có xảy ra cái chiến tranh đó đâu. Thật ra khi mình nói về chiến tranh đó, đâu có nghe. Nó không nghe rồi cha mẹ cứ nói là ba má nói, con không nghe, con khinh ba má. Cái chuyện ngày xưa thì ba kể ra cũng được rồi, cho ba cứ kể hoài, ngày nào cũng kể đâu có hoài. Nhưng ba má cứ kể như vậy, ba má có biết cái gì đang xảy ra trong cái xã hội của con không? Con cũng có những cái mối lo. Thế hệ của ba mẹ đó, đi học đó, cái sân trường nó lớn lắm, được chơi ngoài này này kia. Bây giờ chúng con đâu có được nhảy dây, chúng con đâu có được chơi bắn bi đâu. Phòng sinh hoạt nó cũng không có nữa. Giờ chơi game không à. Ngày xưa ba má nhà đông con, ba má có anh, có chị, có em là chơi. Con bây giờ ba má có một đứa, đâu có chơi gì đâu, đâu ai có bạn đâu mà chơi. Rõ ràng nó như vậy đó. Cho nên các thế hệ đã phải biết ngồi lại với nhau, phải biết ngồi lại với nhau. Mà bên Mỹ đã có một cái thế gọi là Generation X, những người sinh năm 1965 tới 1980 đó. Cái thế hệ này á, người ta gọi là thế hệ chốt cửa. Làm vì sao? Thế hệ này là người mẹ bắt đầu ra ngoài đời đi làm, mà con cái đi học. 7 giờ sáng lo cho nó đi học, đi ăn ăn uống xong rồi á, 7 giờ sáng tới 2 giờ về, xe bus chở bỏ ra tận nhà luôn. Nhưng ba má đi làm hết trơn rồi. Ba má mới dặn này, này con về nha. Cái cửa đó, ba má bỏ dưới cái tấm thảm đó. Vợ nó lên, đi vô nha không? Đó. Bắt nguồn đó. Nhưng mà khi mà nó như vậy đã xong rồi đó. Đây là kết quả của việc gia tăng tỷ lệ ly hôn và gia tăng sự tham gia của bà mẹ vào lực lượng lao động trước khi có nhiều lựa chọn chăm sóc trẻ em bên ngoài và gia đình. Vì nó con cái, cha mẹ đi làm hết nó như vậy, tỷ lệ ly hôn nó lại tăng. Thành ra nó cũng có cái lợi, có một cái hại. Và rồi Thủ tướng New Zealand, bà đó mới 37 tuổi thôi, từ chức. Ông nói tôi mệt quá rồi, tôi không thể nào tiếp tục điều hành cái công việc của gia đình, của đất nước mà tôi mệt quá rồi. Con tôi được 4 tuổi thôi, tôi cần ở lại nuôi con, sống cuộc đời với nó. Chồng tôi á, muốn lấy nhau cả 2 năm rồi mà chưa có dịp lấy nhau vì COVID-19, tôi cũng bận quá. Cho nên trong cái xã hội nó có nhiều cái sự lựa chọn. Bà Thủ tướng New Zealand vừa rồi là chọn cuộc sống gia đình sau là 5 năm, 6 năm đóng góp cho đất nước, làm cái nhiệm vụ cho cái đó cho người khác. Thế là chúng ta biết là mỗi thế hệ nó có những cái suy nghĩ khác nhau, và cha mẹ con cái nên tìm hiểu thế hệ của con mình nó đang xảy ra, có những cái chuyện gì nó xảy ra. Và con cái cũng nên hiểu, tìm hiểu về cái cha mẹ đã xảy ra, đã có trải nghiệm những năm trước. Thì đó là những cái chủ đề mà liên quan đến cái hạnh phúc gia đình. Nó nói về vấn đề thứ nhất á, là phải lắng nghe, phải biết nghe ý kiến của nhau, và phải biết điều khiển, điều xuất cái ứng xử với cái cảm xúc giận dữ của mình. Và hạnh phúc của cha mẹ là gia tài lớn nhất để lại cho con cái. Thì đó là Pháp Khâm xin mình chấm dứt cái phần chia sẻ đây, đến cái phần câu hỏi và trả lời.
Rồi ha, có ai hỏi thì mình cứ hỏi nha. Đây một đề tài nó rất là phổ biến trong gia đình của mình. Ai muốn hỏi thì giơ tay, bấm cái giơ tay lên. Có cái phần nào giơ tay raise hand, không biết chỗ nào để không biết. Đâu ai giơ tay không? À, Diệp. Con Rồi sau đó tới Hà Châu, dạ vâng, Diệp trước đi. Con kính Đức Bổn Sư Bụt Sakya Muni, con kính chào thầy Pháp Không ạ, và con kính chào toàn bộ đại chúng ạ. Thì con có một câu hỏi, đấy là thực ra là cái bài giảng hôm nay của thầy động vào một cái nỗi đau rất là lớn của một người bạn thân của con. Thì bạn thân của con cũng cũng giống như trong bài giảng của thầy có nói ạ, là từ bé cho tới thậm chí là đến bây giờ, hàng ngày mẹ thì bạn ấy vẫn rất là buồn về việc là bố mẹ cãi nhau. Mà bây giờ bạn ấy thì cũng 30 tuổi rồi, nhưng bạn bảo là trong suốt cái quá trình mà ở gần bên ba mẹ thì ba mẹ vẫn luôn cãi nhau về một vài cái chủ đề. Và suốt trong hơn 30 năm đấy, bố mẹ vẫn cãi nhau về một cái chủ đề đấy, và bạn ấy cũng quá là buồn. Và bây giờ là bạn ấy cũng không muốn kết hôn nữa, tại vì bạn sợ là sẽ không hạnh phúc. Và bạn ấy cũng ngại yêu luôn ấy, tức là rất là ngại khi mà nhắc đến chuyện tình yêu. Bạn cũng sợ là mình có một tình yêu, có một mối quan hệ thì sẽ rất là buồn như các bạn. Thì con cũng rất là muốn giúp đỡ bạn ý để chữa lành cái vết thương đó. Thì thầy có thể hướng dẫn cho con cách được không ạ? Con xin cảm ơn. Hoặc là bạn ấy cũng có nguyện vọng là nếu mà thôi mà kệ đi, hay là đi theo con đường tu tập, bạn ấy cũng mong muốn là như thế đấy ạ. Thì Pháp Không cũng chia sẻ là năm 20 tuổi á, thì Pháp Không đã quyết định không có lập gia đình rồi. 20 tuổi là không lập gia đình. Một phần á là vì ba má cãi nhau. Thì đó là một cái sự thật. Mình muốn muốn lập gia đình thôi, nhưng mà mình không nói là mình sẽ đi tu. Nhưng mà mình không lập gia đình bởi vì thấy ba má cãi nhau riết mình cũng mệt quá đi. Thì sau này á, là khi Phát Khâm đi tu, Phát Khâm có thời gian, mà ba má Phát Khâm cãi nhau nhiều lắm, mà nó tạo ra cái sự giận dữ của mấy đứa anh, nhất là mấy đứa con, là mấy người con trai, là cái tính nóng của ba Phát Khâm là ai cũng có hết trơn. Ai cũng có hết trơn, mà giận nhau chưa gì nói nhau ra chút là anh em đã cãi nhau rồi. Mấy anh em của các Phát Khâm mà ngồi với nhau mà ai cũng nói là thôi anh bớt nóng đi, à thì em có bớt nóng đi, mình con có ba hết trơn mà ba tính là nóng mà. Thì sau này khi mà Pháp Khâm đi xuất gia đó, thì Pháp Khâm có hỏi này, có phải vì ba mẹ cãi nhau là nguyên nhân chính mình quyết định để đi tu hay không? Mà nếu mà ba mẹ cãi nhau mà mình nhất định mình không có lập gia đình thì tội cho mình quá, tội quá đi. Vì như cái bài trước Pháp Khâm giảng mà, thương yêu nó cũng có hạnh phúc lắm. Vậy thì nếu như vậy thì mình buồn, là mình giận ba mẹ mình nè. Thì may mắn thay cái câu trả lời á, là không, không phải là nguyên nhân chính, nhưng đó là những một trong những nguyên nhân thôi, nhưng đó là một cái duyên để cho mình dẫn tới con đường mình đi. Và không có bạn gái trước khi xuất gia, trước khi đó thì có bạn gái.
thì cũng có giận nhau, cũng có giận hờn, nhưng mà chính ra những cái một trong những lý do mà Pháp Khâm đi tới làng á, là vì giận một cô bạn gái, giận ông sếp rồi luôn á, cho nên cãi nhau rồi nói nặng lời với người người bạn gái của mình, cho nên mình mắc cỡ, mình buồn, mình nói thôi mình phải đi giải quyết cái chuyện giận của mình. Thì cái câu trả lời là không, mình không có phải là vì ba má giận nhau, cãi nhau như vậy mà mình không lấy vợ. Nhưng mà chính ra cái đó là nó làm cho mình một câu hỏi là mình có những cái việc khác để cần phải làm. Mình có cần phải vướng mắc vô cái chuyện gia đình để có những cái việc khác mình làm được mà không có làm hay không? Cái đó là cái câu trả lời chính. Chồng con là cái nợ nần, chẳng thà ở vậy nuôi thân béo tròn. Nó có thật rồi, chúng ta đã học lần trước mà lấy nhau rồi sau đó là 50% ly dị mà, cái đó nó có thật. Thật ra cái việc mà lấy nhau lập gia đình nó không phải là lựa chọn duy nhất. À, mình có thể nói là bất hiếu thiệt, không có cho con nối dõi, nhưng mà con có nhiều việc khác phải làm mà ba. Đức Phật không đi xuất gia đó, ba Phật không mới nói là ba Phật không là muốn cho Phật không lập gia đình lắm để nối nghiệp mà. Phật không nói ba ơi, nhà mình có mấy anh em á, ba có cháu đi tô mà có cháu nội trai hết trơn rồi, ba đâu cần thêm một đứa nữa làm cái gì, thêm con mà thêm ra có đứa cũng vậy thôi, rồi thôi để cho con yên, để cho con đi lập gia đình, để cho con đi tu, đừng bắt con lập gia đình. Thì ông bà nào là cha mẹ nó không muốn cho con nối nghiệp, nhưng mà thôi mình đi như vậy. Thành ra cái người bạn của mình đó, theo như kinh nghiệm của Pháp Khâm đó, cái nguyên nhân đó không phải là nguyên nhân chính đâu, theo kinh nghiệm của Pháp Khâm thì không phải nguyên nhân chính đâu. Bởi vì nhiều khi cái lập gia đình mà ai cũng nghĩ là nó đẹp, nhưng cũng có rất nhiều người nói với Pháp Khâm: thầy ơi, con đã phạm một cái lỗi rất lớn thầy ơi, ngày xưa con đi tu cho khỏe cho rồi, chứ bây giờ con lập gia đình con mệt quá. Có nhiều người nói đó thiệt, ít nhất là ba bốn năm người đã nói với Pháp Khâm: sao mà con thấy thầy đi tu thầy khỏe quá, không biết gì mà thầy cũng vui. Thì theo cái kinh nghiệm đó thì Pháp Khâm nghĩ là không lập gia đình không phải là một cái thiệt thòi đâu, nó có những cái việc khác. Nhưng lập gia đình nó cũng có cái vui, nó cũng có cái buồn. Không lập gia đình nó cũng có cái vui, nó cũng có cái buồn. Mà thường thường khi ta lập gia đình đó, đã đi kiếm một người bạn để sống với nhau suốt đời mà. Thành ra cái bài vừa rồi mới gọi là tri kỷ đó, kiếm người bạn tri kỷ. Mà nhiều khi người bạn tri kỷ đó, không phải là vợ hay chồng của mình đâu, là một người khác, ba nha tự kỳ đó. Thành ra nếu mình gặp một cái người bạn ngoài nào khác mình hiểu mình đó, thì coi như nó cũng được rồi. Còn về cái chuyện mà sống với nhau đến suốt đời á, ai sống với nhau suốt đời được đâu. Nhiều khi chồng mình bị tai nạn, rồi vợ thì bị ung thư, rồi nửa chừng chia tay nhau nửa chừng thôi, mà mình có thể sống được suốt đời với những người mình đang sống. Thành ra có cái hướng giải pháp, có cái giải pháp chứ không phải không có. Thành ra thôi, bạn của Diệp nói là cũng đừng có buồn, mới 30 tuổi thôi, thầy Pháp Khâm cũng trải qua cái giai đoạn đó rồi, và nói là cũng không đến nỗi đâu. Có nhiều người suốt đời chưa bao giờ có bạn trai nữa. Không sao cả. Vậy vậy ha. À, thầy xin mời Châu Anh. Bật cái Châu Anh, bật cái microphone lên đi. Bật cái hình lên cho mọi người thấy một chút. Con Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Sakya Muni, con kính bạch thầy và con kính thưa đại chúng, con có câu hỏi về sự nóng giận ạ. Con thấy là cái nóng giận ở trong con nó cũng mạnh ạ. Thì những lúc mà con có giao tiếp với những người thân của con thì có những lúc con chưa có điều chế được cái cơn giận của mình, thì con muốn hỏi thầy là với
vai trò là một người con, là một người cháu trong gia đình chẳng hạn, thì thứ nhất là con có thể làm gì khi mà con nóng giận ấy, mặc dù con có biết là mình có thực tập hơi thở, thực tập nụ cười, và con cũng đã có thực tập theo, nhưng mà có lẽ là con thực tập và hành trì nó cũng chưa được thường xuyên và tinh tấn, cho nên là những lúc như thế thì con cũng vẫn thường mắc phải những khúc mắc trong quá trình thực tập ấy ạ. Và câu hỏi thứ hai là khi mà con thấy mọi người nóng giận, con cũng biết là cái tam giác đối trị thì con cũng hiểu điều đấy, và con cũng theo ý hiểu của con thôi ạ, và con cũng có thực hành. Nhưng mà ví dụ như là người thân của con thì có suy nghĩ là muốn bênh là bên nào là phải hơn hay là như sao đó, thì con kính mong thầy là có thể giúp đỡ con trong hai trường hợp trên ạ. Dạ vâng, con xin cảm ơn. Con xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe con. Giờ trước hết là cũng nói chị, do chị có cái tin tin vui á, là cơn giận nó có thể kiểm soát được, có thể chuyển hóa được. Người xưa Pháp Không cũng hay giận, giờ thực tập 2-3 năm á, mà đến nỗi cái người em rể nói là anh mới đi thực tập 2-3 năm thôi mà cái cơn giận của anh nó giảm xuống 90% rồi, là có mình giải quyết được. Ăn thua là mình tập cái thói quen. Bên Tây phương họ bày ra nhiều cái chắc cơn giận vui lắm. Họ nói là nếu mà anh giận người nào đó đó ha, thì anh về nhà anh đập vào cái gối đi, để cái năng lượng nó mạnh quá đi, đập vào cái gối để cho cơn giận nó ra đi. Rồi á, nó còn nói nữa là họ còn nói nữa là nếu mà giận người nào đó, in cái mặt của người đó ra, bỏ trên cái thảm, rồi làm cái thảm nó đạp lên, lấy cái mặt người đó lên để đạp cho chà chân lên đó, như vậy. Cái đó là những cái đó nhưng không có đúng, nó làm cho mình bạo lực thêm. Vậy khi mà mình đập á, đập cái gối là bao nhiêu năng lượng gối nó đập ra, nó đập vô trong đó là cái gối là lạnh đủ hết trơn. Mà ông boss của mình đó, thì mình nói là bây giờ mình giận, nhưng là mấy ông sếp của mình đó, mình nói mình về mình in cái mặt sếp rồi mình giận là mình bỏ dưới cái thảm mình chà chân. Nhưng nếu mà cái người mà giận là vợ của mình thì sao, chồng của mình thì sao, chẳng lẽ làm cái chuyện đó một cách duy nhất thôi. Là phải quay về với hơi thở, đi về thiền hành, trốn khỏi hiện trường. Mình học á, mình biết là có ba cái loại năng lượng: năng lượng tình dục, năng lượng tinh thần và năng lượng thở, luôn luôn tồn tại trong một cái cơ thể của mình. Nhiều khi phải thở cả năm này qua năm kia. Đi thiền hành năm này qua năm kia, mình tập thói quen như vậy được, mà lúc nào lại không vậy. Hơi thở nó rất là quan trọng. Vậy thì khi mà mình giận, mình buồn, mình hờn gì đó, có những cái cảm xúc tiêu cực đó, là lập tức quay về với hơi thở, chuyển hóa cái năng lượng tinh thần qua cái cảm xúc đó, qua cái năng lượng của hơi thở liền, và chắc chắn nó sẽ chuyển hóa được. Con lần phát tâm cũng giận một cái vị này, một sư cô ở trong tăng thân đó. Mà phát tâm tụng kinh ngồi thiền 2-3 ngày cũng không có hết. Thầy tu đó nha, để đừng có nói cái chuyện đó. Chiều đó là phát tâm mang giày vô phát tâm chạy chạy một mạch 3 tiếng đồng hồ luôn. Đi bộ, chạy bộ 3 tiếng hồi xong về mệt quá chuyển hóa luôn. Có nhiều cách lắm. Bởi vì sao? Cái năng lượng về cảm xúc đó là mình chuyển hóa cái năng lượng hơi thở, và chạy bộ đó cũng là một hình thức để mình chuyển hóa được. Vậy thì nha,
À, và khi mà chạy bộ mình cũng thở. Vậy thì cái cách đó để cho mình chuyển hóa đó là phải đi làm những cái sinh hoạt về thể chất liền. Đi bộ này, chạy bộ này, tập tạ này, tập yoga những gì đó để cho cái việc của mình đó, cái đầu của mình nó không có nghĩ tới cái đối tượng giận của mình. Câu hỏi cái thứ hai là gì? Cho anh lặp lại cái câu thứ hai đó. Phần thứ Dạ hai. vâng, câu thứ hai của con là con có biết về tam giác đồ thị và con cũng đã từng, tức là ở trong cái tình huống tam giác đó ấy ạ. Thì ví dụ như là người thân của con muốn được ví dụ như là được bênh ấy ạ. Con dùng từ bênh, con chưa biết dùng từ nào. Là mình là phải, còn mình nói thêm với người kia là người kia như vậy là chưa có đúng, chưa có được hay, thì con chưa biết là phải cư xử sao trong tình huống đó. Vâng. Thế cái về cái câu trả lời của mình đó, là mình đã được nhờ để hòa giải đó, là mình phải rất là trung thực, mình đừng có theo phe, mà nó vui lắm. Cái người bạn của mình đó nha, bạn thân của mình đó, mà mình vừa nói một cái gì mà bạn thân của mình không đồng ý một cái là lập tức là người bạn kia ghét mình liền à. Rõ ràng như vậy thôi. Hai người bạn nam với hai người bạn gái đi chơi với nhau, đi vô trong một cái tiệm mua đồ, cái cô bạn này đã chọn cái áo này, mà cô này cũng thuộc loại sành điệu đó chứ, cô này thuộc loại sành điệu mới mang cái áo này lên, cái bạn này là thấy nó không có hợp, mà chẳng lẽ nói cái áo này xấu, đâu có được, nói xấu tất nhiên là mình chê cái thẩm mỹ của người bạn mình rồi, ta đã phải kiếm cách nói cho nó khéo. Nói câu ôi giờ cái áo này nó không có cái hợp, cái áo đầm này nó không có hợp với cái đôi giày mà bạn đang mang. Một cách nói khéo thôi, nó không hợp với đôi giày của bạn đang mang. Cô bạn kia mà nếu mà hiểu ý thì kiếm cái khác. Nhưng mà tự nhiên nói con nhỏ này sao nó cái gì hồi trước mình hỏi ý gì nó cũng nói là gật đầu hết, sao tự nhiên bây giờ có khác ý vậy hả? Ra cái mặt lên khó chịu liền, khó chịu lại cô này mới thêm vô câu, biết là mình lỡ lời mình mới nói một câu đó, ô nhưng mà cái này có cái eo á, cái eo này cái sợi dây đeo ra vô cái thắt lưng vô làm cho bạn trở nên rất hợp với cái thể hình của bạn, ra cô bạn kia cũng đỡ đỡ hơn chút, đỡ giận một chút, nhưng mà biết là cái này nó không hợp với mình rồi, mà hai người bạn thân với nhau á và phê bình một cách thẳng thắn á, mà nói như vậy là thành phe liền người bạn kia, thành ra rất là khó để mà làm cho vừa lòng người. Như vậy thì mình phải biết á, là đừng có tạo thêm những cái ý kiến đó, nó trái ngược mà nó làm ra tạo ra làm phe, thì cũng như vậy thôi. Nhiều khi cách tốt nhất là mình không nói gì hết trơn, nhưng mình thở ra thôi, mình chỉ nói để xem. Pháp không cũng hay, nhiều khi cũng hay gặp cái này lắm. Mà cái câu mình thường hay gặp biết không? Ai đem mà chăm sức khỏe đến mình nó rồi á. Mà hỏi sao khỏe không? Sao thấy đỡ chưa? Mình thấy chưa đỡ. Nhưng mà chẳng lẽ mình nói chưa đỡ thôi, mình cũng phải gật đầu thôi. Nhưng mà cái mà Pháp không mình nói, mình chưa có nói, chưa có thấy chưa đỡ thiệt á. Thì Pháp không mới nói là đợi thêm chút nữa, có để 50 phút nữa xem nó ảnh hưởng như thế nào. Ra người bạn á, người đó cũng hiểu. Thì thấy mình có nói câu nó vẫn còn đau đau nhưng mà thấy nó đỡ hơn chút rồi đó, tôi sẽ đợi 50 phút nữa thêm như thế nào, thì nội mình với người bạn mình thôi á, mà ý kiến khác nhau nó đã tạo ra cái sự không thích nhau rồi, và khi mà mình đóng cái vai trò của người thứ ba đang nghe thì đừng có tạo thêm cái sự phe phái nữa. Mình nói sao nói sao, giống như là người cha yêu cầu người con là phải đem con phải tiếp xúc với người bạn người chàng trai mà con ba thích thích.
Mà con đừng có chê, con không có được chê. Thì người con gái cũng yêu cầu như vậy đó. Ba đừng có chê, có một người, người bạn trai của con chọn cho. Hai người đồng ý như vậy trên là không có chia phe rồi. Thành ra là cái sự mà chọn lựa, cái sự mà tiếp xúc với là hai chàng trai nó xảy ra rất là hay, rất là đẹp. Thôi thì mình cứ như vậy đi ha, mình cứ như vậy là mình phải đừng có tạo ra cái phe gì hết trơn, mình cứ lắng nghe, mình nói những cái gì trung thực của mình ra. Và khi mình chưa nói được á, thì mình cứ thở thôi, nó thôi đợi thêm thời gian. Giải hòa đâu có dễ đâu, chưa có dễ, không có dễ đâu, và phải cần rất nhiều thời gian. Lần này mình làm cái điều mình đợi lần sau. Nhưng điều quan trọng là đừng tạo thêm cái sự hiểu lầm. Đấy ha. Dạ Đấy. Có câu hỏi của bác Lê, cô Lê này. Mời cô Lê, cô Lê phải không? Dạ bật bật cái máy lên, bật cái microphone lên. Dạ. Dạ Nam mô Bổn Sư Bụt Sakya Mâu Ni. Dạ thưa thầy, con xin tập chia sẻ. Dạ con thấy cái bài học bữa nay nó rất là hữu ích. Dạ, nó cho con nhìn lại những cái yếu tố cần thiết để mà xây dựng nên hạnh phúc gia đình. Thì con thấy cái điều thầy nói như là bây giờ không có cái môn đức dục trong cái việc giáo dục gia đình, thì con quan sát con thấy là cháu con ở nhà cũng vậy, nếu mà cháu đi học đó mà gặp một cái người giáo viên nào mà chú trọng về cái việc đi thưa về trình hay là những cái lễ nghĩa trong cái truyền thống gia đình đó, thì cháu sẽ tốt hơn mà cháu được cháu về cháu thực tập rất dễ. Còn nếu mà không thì dạy cháu rất là khó. Dạ, cũng như thầy nói là con dạy cháu là thức dậy phải xếp cái mời, con cứ phải nhắc hoài, nhưng mà những cái việc gì khác mà không có tích cực thì cháu học thì rất nhanh. Dạ thì còn cái việc mà thực tập về cái thấm nhận đó thì con cũng đã thực tập rất là lâu nhưng mà không có kết quả. Chỉ có cái thời gian gần đây á, thì con thực tập á, là bằng cách là khi mà cái cơn nóng giận đến thì con không có đi theo cái cảm xúc mà con thực tập im lặng, con thực tập quay về hơi thở thì để cho cái cảm xúc nó qua đi. Thì khi đó nó là nó có hai cái điều tích cực có thể xảy ra. Thứ nhất đó là cái người mà làm cho con nóng giận á, thì người ta sẽ dừng lại, người ta sẽ không có tiếp tục nói hay tiếp tục làm cái điều làm cái tình trạng nó căng thẳng hơn. Và với con á, thì khi mà con tập con không đi theo cái cảm xúc mà nói ra đó, thì là con sẽ không có nói những cái điều quá đáng. Và sau khi mà cái việc đó qua khỏi rồi con nhìn lại con mới thấy là cũng không có gì để mà mình phải nóng giận như vậy. Thì con thấy cái tình trạng đó nó rất là sáng sủa và con cứ như thế mà con sẽ tập. Và một điều nữa con cũng xin hỏi với thầy là gần đây là cháu con á, cháu cháu có tâm sự với mẹ cháu là ở trong trong lớp cháu học á, cháu học ở một cái trường đó là cũng khá là nổi tiếng và trong cái vấn đề học tập, nhưng mà cháu về cháu nói là cháu buồn là vì trong cái lớp học nó hay có cái tình trạng đó là năm nay cháu học lớp 6 đó thầy, có cái tình trạng đó là các bạn nam thì thương bạn nam, bạn nữ thì thương bạn nữ, cái cháu nó cặp bồ với nhau và nhiều khi có biểu lộ những cái sự chăm sóc âu yếm nhau một cách rất là tự nhiên giữa đám đông. Và bên cạnh đó đó là không biết là có việc có cái sự tương tác với nhau và một cách yểm trợ nó cho nhiều thì giờ hơn đó, cái việc học hành của những cái tập đó thì lại rất là khá
Dạ, tại vì cái trường cháu học nó là cái trường chuyên đó. Thành ra cháu cũng có cái buồn là dù là cháu cố gắng nhưng mà cháu có một mình thì cái đôi khi cái kết quả nó là không được như vậy. Thì khi mà cháu tâm sự với lại thì mẹ cháu mới nói, thứ nhất là về cái việc mà những cái tình cảm đồng tính đó, thì mẹ cháu nói là cái điều đó bây giờ nó trở nên rất là bình thường và dường như là được công nhận. Nhưng mẹ cháu cũng có chỉ là những cái ví dụ như là dì của cháu cũng là có thân thiết với một người bạn gái, thì cháu thấy là hôm Tết có gặp nhau thì cháu nói à con hiểu rồi. Còn cái việc học đó thì mẹ cháu giải thích là có thể là vì những cặp đó vì họ thân với nhau, thành ra trong cái học tập thì họ giúp đỡ nhau và cái kết quả như vậy thì con cũng đừng buồn. Mà trong gia đình con thì cũng không có đặt nặng cái áp lực về cái việc học hành lắm, để cho cháu thấy là cái việc học thì nó không có phải là quan trọng cái điểm số, để cháu không thấy nó là cái đi học nó là căng thẳng quá. Mà như con thì con có thời giờ mà mỗi buổi chiều con đón cháu thì con có thời giờ con trò chuyện với cháu, thì bao giờ con cũng để cho cháu thấy là tập cho cháu thấy là cái việc đi học nó là một cái niềm vui và cái việc học nó là mình có thể theo nó suốt đời chứ không có giới hạn ở trường học, nên đừng nên quan trọng cái điểm số quá. Yeah. Nhưng mà về cái việc mà một cái tình cảm đồng tính đó, yeah, thì con chưa nói cái quan điểm với con về chuyện đó với cháu, tại vì con muốn xin ý kiến của quý thầy quý cô để mà con có thể nói cho cháu một cách đúng đắn hơn. Tại vì cái tình trạng đó cho dù là được công nhận và thậm chí là có thể là về mặt luật pháp nữa, nhưng mà con thấy là nó có một cái điều gì đó mà nó không hợp với tự nhiên. Dạ. Nếu mà mình cũng đi theo cái hướng đó thì con nghe là định hướng cho cháu con nó không có được hay lắm. Dạ. Là con muốn xin ý kiến thầy là con sẽ nói với cháu con về cái điều đó như thế nào. Con cảm ơn thầy các bạn đã lắng nghe. Thì Pháp Khâm nói về cái câu trả lời nó như thế này. Cái lớp đạo Phật ứng dụng của mình vài bữa sẽ có một cái buổi giảng riêng về giới tính, về cộng đồng giới tính, đồng tính, là dị tính rồi như vậy đó. Một buổi giảng riêng, nhưng mà cái này là trả lời vắn tắt thôi. Cái sự mà đồng tính nam, đồng tính nữ đó không phải là lựa chọn của một cái người nam hay nữ, mà thật ra là khi mà sinh ra đó là đã được như vậy rồi. Nó đã được, nó là vấn đề sinh học, chứ không phải là một vấn đề cái sự lựa chọn là đến lúc này thôi tôi chỉ thích nam thôi, nam thích nam, nữ thích nữ, cái đó không phải. Và cái đó là ngay cả trong bào thai đó, từ cái phần 6 tháng đầu tiên đó, là cái bộ phận sinh dục đó, nam hay nữ đã được hình thành. Và cái thời gian còn lại mấy tháng sau thì vấn đề gọi là đồng tính, giới tính thì sau đó nó cũng được tính nam tính nữ gì đó, nó cũng được hình thành luôn. Cho nên cái việc mà người nam thích nam, người nữ thích nữ, nó không phải là cái người lựa chọn người đó, mà sinh ra đó, là họ như vậy thôi. Vì có một cái lượng, có một cái chất hormone gọi là testosterone của bên nam ấy. Nếu mà lượng đó mà nó nhiều á, người bên nam á lên mức độ nào đó thì là người nam là thích nữ, nhưng dưới nó thấp hơn, tức là nam là thích nam. Bên nữ cũng vậy, bên nữ nếu cái lượng vào đó nó là nữ thích nam nhưng mà cao hơn một chút á, hay là khác hơn chút, thì nó là nữ thích nữ. Thế nên cái chuyện đó nó không có, nếu mà nói về tự nhiên á, thì không có gì sai tự nhiên hết. Đạo Phật Khâm xin bảo đảm xin nói thưa với cái lớp học của mình như vậy á, vấn đề nam thích nam, nữ thích nữ nó không là trái tự nhiên. Mà trong tự nhiên á, 90% là nữ thích nữ, nữ thích nam, nam thích nữ gọi là dị tính. Nhưng có một số khoảng 3-4% là nữ thích nữ, nam thích nam, là đồng tính. Là cái đó là một quá trình của tự nhiên, chứ không phải gì là sai thuần phong mỹ tục. Ha. Kỳ tới Pháp Khâm sẽ có một bữa hướng dẫn, một cái giải rất là rõ về vấn đề này, để mình tránh đi cái
không có cái phần gọi là kỳ thị phân biệt và mình hiểu để mình thương họ. Thì Pháp Không đến nay cũng là 9:20 rồi. Buổi tối nay cái đề tài nó rất là thích hợp và đề tài này nóng bỏng lắm. Rất nhiều gia đình cái này là, nhưng mà chúng ta chỉ có chừng này thì giờ thôi. Thì Pháp Không sẽ được chấm dứt cái buổi học ngày hôm nay và xin mời thầy đạt nguyện á, mình hướng dẫn 5 phút ngồi thiền để chúng ta chấm dứt cái phần này.